Bạo lực tiếp tục diễn biến phức tạp và gây thiệt hại nặng nề về người cũng như là tài sản tại khu vực xung đột ở miền đông Ukraine khi mà ngày hôm qua đạn pháo đã rơi trúng một bệnh viện tại thành phố Donetsk, khiến ít nhất 6 dân thường thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trong một tuyên bố của hội đồng thành phố Donetsk, khu tách tín chích của Donetsk đã bị bắn phá vào giữa trưa và một trong số các quả đạn pháo đã rơi trúng vào một bệnh viện địa phương. Ngoài thiệt hại về người thì nhiều đường dây tải điện cũng đã bị phá hủy, khiến cho khu vực này bị mất điện trên diện rộng. Chính quyền thành phố cũng đồng thời thông báo về việc 6 trường học và 5 trường mẫu giáo bị đạn pháo tàn phá vào lúc 13 giờ 30 phút ngày hôm qua theo giờ địa phương, song không có báo cáo thương vong.